Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Két Sắt Đức Phương. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một mẫu sản phẩm két sắt được nhập khẩu từ Đức. Két sắt có tên là Bofa D70 và két sắt là có chiều cao là 70, chiều rộng là 47 và chiều sâu là 40, và két sắt là có cân nặng là 97 kg. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua về chiếc két sắt nhập khẩu này. Thì đầu tiên là cấu tạo của két sắt là làm bằng những cái tấm thép tấm nguyên khối có độ dày lên tới 10 ly và được uốn và tạo hình rất là tỉ mỉ để chống lại cậy phá, chống cháy với nhiệt độ cao, rất an toàn. Và bốn xung quanh két sắt được sơn bằng một lớp sơn rất là mịn và bền màu. Còn bề mặt trước của két sắt là được bao gồm một bảng mạch điện tử có báo động và một núm xoay. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu về phần trong của két sắt. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần ấn phím thang kèm theo mật khẩu, nhấn phím thang, sau đó là xoay núm và mở. Thì ở đây cái két sắt nhập khẩu này thì nội thất là bên trong là hoàn toàn được bọc bằng nhung cao cấp, và ở bên trong được chia làm hai ngăn rất rộng để các bạn có thể để giấy tờ A4, A3, sổ đỏ và nhiều những cái giấy tờ quan trọng khác. Và ở bên trên là có một ngăn kéo để các bạn có thể để tiền bạc, nữ trang, những đồ trang sức có giá trị. Ở bên dưới các bạn có thể lật tấm này lên và là có một ngăn nhỏ ở dưới, ngăn bí mật để các bạn để những cái đồ có giá trị. Rất an toàn và đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Và két sắt là có ở đây là mình sẽ nói thêm. Thì về cánh của két sắt là được bao gồm những cái chốt khóa tròn to được đúc đặc hoàn toàn để chống lại cắt. Và những cái móc treo dây chuyền được thiết kế rất là đẹp. Cái đây các bạn có thể nhìn thấy cái tấm thép rất dày, có độ dày lên tới 10 ly, chống khoan phá, rất an toàn. Để biết thêm về thông tin chi tiết của sản phẩm thì các bạn hãy liên hệ đến số điện thoại 0902 291 064 hoặc truy nhập website catsatchinhhan.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.